Công ty Thực Hành Nguyễn, công ty Audio Hành Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Anh Nguyễn này rất vui mừng được test một chiếc vang Yamaha DSB99 cho bác Cổ Như Sơn, có số là số nhà 62 đường 295 KP Dương Lôi, phường Tân Hồng, quận Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thì đây chiếc một chiếc Yamaha, thì em sẽ hướng dẫn bác một cách chi tiết một tí, bác cố đợi video bác xem nhé. Về những nút liên quan đường nhạc sau đây, bác này, đây một nút thứ nhất là nút music volume là to nhỏ nhạc này. Đấy. Nút to nhỏ nhạc của anh bác Sơn nhé. Tiếp theo bác Sơn này, ở phía sau nó sẽ có hai nút này, đó là nút chỉnh chép, đây bác này chép này, còn đây là nút chỉnh bát. Đấy, đây nút bát nhạc, chép nhạc và lỗ cắm mic đằng sau, nếu bác mic có mic không dây cắm đằng sau thì văn minh. Đây nút này, bát nhạc này, chép nhạc này, và nút này nút to nhỏ của nhạc này. Đấy, đấy lên hết nhá. Còn cổng vào nó hỗ trợ hai nhắc con này, đây chính là công tắc chuyển cổng A B. Nếu bác cắm cả A, bác ấn thụt xuống này, cờ B nhả ra, thì bác nhìn này, nó sẽ nó kết nối được đến lúc hai thiết bị, một điện thoại, một chiếc TV. Thì bác nhìn đây, đường vào đây A, kênh A này và kênh B. Đấy, giả sử bác cắm kênh A, kênh A, thì bác phải nhớ cho em cái công tắc này, bác phải nhả ra đó. Và bác tiếp này, cái lỗ này là lỗ là cấp là súp. Và súp thì bác không dùng, bác quan tâm lỗ này lỗ ra thôi nhá. Em đã cặn bác cái sau ly này chuyển đổi này, hay là chuyển đổi hoa sen. Đây chính là sau ly đây, đấy sau ly đây, chuyển đổi về hoa sen. Đây là phần cái lối đầu vào này và phần chỉnh nhạc. Cái phần mic thì bác này, phần mic thì bác chú ý em này, cái dòng này nó có gì vật nhá. Thì đây là phần chỉnh phần gì vật Epic, Echo Epic, thì bác vặn em cái nút này lên 40. 40 này, thông số 40 đây. Là 10 bắt đầu. 40. Bác vặn nút này là số 4 là 44. Thế đấy là những chỉnh gì vật nhá. Nó còn là cái nút này bác này, đấy nút này là Echo Volume, tức là độ vang nhại tổng của mic, vang nhại tổng của mic. Ví dụ em cắm ai mà lồi bác này. Ba lô mic trước thôi nhá, em cắm luôn 1 này. Rồi em alo này. Alo. Nếu mà vặn hết nút này xuống thì nó sẽ không alo nữa này. Nó sẽ hết nhại này. Alo. Đấy, bác hình dung chưa? Nếu vặn hết xuống thì nó sẽ mất nhại. Thì đây chính là nút nhại bác chỉ làm sao hợp lý thôi. Đấy. Alo 1 2 3 4. Còn nút này nút mic tổng, tức là tất cả âm thanh được mic 1 này, 2, 3 và hai nút đằng sau muốn ra được phải qua nút này. Đấy, thì bác cứ để em ở mức độ làm sao nó hợp lý, nó không rút riêng được. Alo 1 2 3. Thế phía trước bác chú ý em này. Phía trước nó sẽ có ba lỗ mic này, lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3, thì lỗ 1 ứng với cổng này. Lỗ 2 ứng với cổng này. Lỗ 3 ứng với cổng này. Bác cắm lỗ mic 1 thì bác có thể chỉnh cái này. Đấy. Thì bác có thể bác giữ vuông thẳng vào vị trí nguyên này, nguyên vẹn. Đấy, nguyên vẹn nhá. Vị trí đúng như thế này, bác chỉnh độ to nhỏ ở đây làm sao nó hợp lý, nó không lặng, không nhẹ là được. Thì vậy sao người ta phải làm mỗi đường mic này với một chiếc áp này, bởi nó bị bác cắm 3 mic liền. Thì mỗi một mic nó có đều có độ nhạy khác nhau. Cái này thiên về bass, cái này về độ nhạy thì bác có thể tăng giảm cho từng lỗ mic mà hợp lý. Hay còn bác đây. Bác nhìn vào chỗ bass và chép này. Đây là âm trầm giọng ca. Âm trầm nếu ồm bác hạ em xuống, đây là âm ca động ca. Nhiều cái này quá thì rú rít, ít quá thì là bị tối tiếng. Cái này nhiều quá thì ồm giọng, mà ít quá thì mỏng. Thì đây là âm bát giọng ca, giọng ca mình hát ấy, đâm check rồi có giọng ca mình hát. Còn đây là dập cái giọng trầm mình ra. Mic tone này. Như dập âm cao thì bác chỉnh nếu ồm thì bác sẽ tập trung em nút này. Nút này. Rú rít cho em nút này. Nút này. Và nút này để to quá, game để to quá, hoặc là nút này, những nút này để to quá mà tiếng check nhiều nó cũng đá lại mic cho bác nhá. Khi hát chú ý là để em tiếng check vừa thôi, check nhiều quá cao nó cũng bị. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo đấy, bác chú ý em đấy.
Alo, 1, 2, 3, 4, rất êm luôn nhé, hay phết đấy. Thì nguyên tắc chỉnh thì có thế thôi, chúc bác thành công nhé.